Mến chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog. Trong các bản tin ngày hôm nay thì ngày hôm nay Tiến có một số những cái thông tin mới nhất muốn cập nhật gửi đến cho cô chú anh chị liên quan tới cái vụ việc là chị Hà té xà lan 12 ngày mới tìm thấy, và những cái lùm xùm sau này cũng giống như là những cái sự nói láo của anh Tuấn đã được mẹ của chị Hà vạch trần cái sự thật. Thì giờ đây không biết là một hai ngày gần đây nha cô chú anh chị ha, thì có rất là nhiều những cái số lạ gọi điện đến mà hăm dọa, đe dọa cũng giống như là kêu tụi em im lặng đi đó. Thì mấy bữa rồi em có nói đó, nhưng mà có thể rằng á là nhiều cô chú anh chị sẽ nói rằng tụi em nói không à, tại sao không đưa bằng chứng lên. Thì ngày hôm nay em sẽ đưa cho cô chú anh chị nghe một người đã điện để mà yêu kêu em, bắt em là phải im lặng, cũng giống là không nói đến việc này nữa, nếu mà nói là sẽ bị này nọ kia đó. Thì rất là dài, nhưng mà em chỉ cắt một khúc thôi, vì có một cái khúc sau á thì nói tục, nói chung là nói tục rất là nhiều, nên em không có đăng lên được tại vì bị vi phạm. Và họ dùng những cái lý luận của họ để họ binh, họ bảo vệ bên anh Tuấn, cũng giống như là buộc em phải im lặng. Thì sau đây em xin mời cô chú anh chị cùng nghe nha. Anh cái gì cái anh cũng nghe cái ba cái clip của em, nhưng mà cái gì cái mình cái gì chưa có gì chất ai trắng thì em định có nên mà hen đi vô đó mà em đi hen bình luận hen như chắc ăn như nịch vậy không được đâu em à. Anh nói thiệt, anh công tâm luôn, anh nói thiệt cho em là anh nói hen một cách công tâm. Cái gì cái đừng có mà hen, em đừng có mà hen vô đó là nói như chuyện bây giờ vấn đề là người ta lên trình vấn đề mà ba cái vụ cản vụ, ủa chị không đứng tên chiếc phà đó thì là người chồng phải lên đứng lên, phải là vấn đề đó là phải là lên để trình chứ vợ đâu có trình được. Ủa cản vụ là nó muốn lên mà trình, ủa chồng chị đâu rồi sao Là sao chị? anh có hiểu cái câu chuyện người ta nói không, mà anh nói như đúng rồi vậy anh hiểu không? Ủa em nói đang nói là cái chuyện câu đang nói về vấn đề đó, Anh em nói đừng có ai nghĩ trình là người ta đã sai quan điểm. anh hiểu không? Em nói cho anh nghe nè, để anh hiểu nè. Cô vợ Dạ. đem cái giấy tờ lên trình, người chồng giật cái Ừ. giấy tờ đó đi, đem đi cầm, chứ không phải là ai vợ hay Ok. chồng lên cầm, Ủa đâu lên trình. đi đi cầm là có nghĩa là người ta đã chủ quyền đúng không? Tại sao anh? Người ta đã sở hữu cái chủ quyền cái xà lan đó, người ta được quyền đi cầm. Em đừng có nói cái chuyện của người ta, Là không được bây giờ nói người ta ha hỏi ngủ cái vấn đề đó thì người ta anh được quyền đi cầm. ha. Dạ, vậy là anh Ừ. chồng đi cầm là được quyền đúng không anh? Là đúng đúng không? Không, người ta sở hữu, người ta đã chủ cái xà lan này là người ta đi được quyền đi cầm. Là đi cầm là đúng đúng không? Bây giờ em nói vô bình luận em nói bây giờ nếu làm như vậy là không đúng. Ủa đủ đó, người ta là chồng mà, người ta là chủ sở hữu cái chuyện đó, người ta được quyền. Dạ được quyền ha. Rồi vấn đề vợ con gì đó, bệnh phẩm gì đó chưa còn sống ra tòa gì đó là cái chuyện của người ta, còn đây bây giờ chết rồi thì là cái chuyện của bây giờ pháp luật nó sẽ là vô đó làm việc chứ đừng mà mình đi làm cho bà con người ta nhìn nhận trên cộng đồng mạng, người ta nhìn nhận sai quan điểm. Là mới mốt là mấy cái vụ này xảy ra là mình không nên bình luận ha anh ha. Không phải không bình luận nhưng mà có điều mình đừng đi sâu vào quá, đừng có đi sâu vào vấn đề mà từ một phía, Chỗ mình phải nào là coi là cái xấu mình anh? Tại vì em nghe bà hả. ngoại nói vậy em mới bình luận. Ủa em phải công một cái sự công tâm, bị em là một Facebooker mà em phải là một công tâm được chứ, được đừng có nghĩ là Ngoại em nói đánh thì vào con người em ta. vậy. Không phải là anh cần em chữ dạ đâu, nhưng mà mình phải là một cái thanh chính liêm minh đi chứ đừng mà Nghe sai chỗ nào anh anh? không có tin được thần tính thằng Anh ơi, em không có liêm chó chính là nào minh, em cả sai chỗ nào anh chỉ cho em nghe để biết em sửa anh. hả. Bây giờ anh nói em bây giờ em đừng có mà hen đó đó là cái vấn đề mà anh đứng giật cái chuyện của người ta chủ sở hữu, người ta quyền đi Ủa mà cầm anh có chuyện bà người ta. con gì với anh Tuấn không, sao anh biết anh Tuấn là chủ Tôi sở nhầm con không có bà con cặt gì hết, tôi cộng đồng mạng nè, hữu? chửi thằng nào mà hen bình luận tào lao hả, mà tôi chửi thằng Tuấn luôn. Ủa mẹ con vợ mà nó bị xảy ra như vậy nó cũng cứu không được nữa là sao, bây giờ tôi không là cái gì hết cả, nhưng mà nó
Bây giờ mình phải là góp ý kiến từ cái mỗi cái người gì tất cả, nhưng mà đừng có mà đừng có làm quá cái vấn đề mà đến công an. Nãy giờ nói vấn đề tính công an đâu anh. Em đây là nè hen, em đây là tất cả đều tác động đều hen. Nếu mà sự vụ này, nếu mà nó cái bề phải đó, nó không phải là như bề phải nhưng bề trái là sao? Ủa, anh mới nói là anh như tức anh Tuấn rồi, bây giờ anh nói không phải là bề phải bề trái rồi sao anh? Anh nói em không hiểu luôn á. Bây giờ anh là nói sao, ý kiến của anh là sao? Tuy nhiên anh vừa nói anh Tuấn ấy nói phải bề phải bề trái là sao? Tao nó không không có binh thằng Tuấn con mẹ vậy, nhưng mà bây giờ giả sử như cái sự việc đó là nó không có phải là như vậy chứ À, sao? là anh Tuấn là không, theo ý anh là anh Tuấn là không có phải vậy đúng không? Không, bây giờ tao nói mày, Trời ơi, bây giờ anh nói phải 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 đúng một cái chứ. Dạ, em nếu hỏi anh. mà bây giờ nếu mà đúng thì công an nó vô rồi. À, vậy là Ờ anh nói thì anh nói đúng là công an nó vô rồi, thì bởi vậy là anh Tuấn không phải gì đúng không? Đúng không? không, bây giờ tao không có thừa nhận nó là nó là bậy. Rồi, rồi bây giờ em nói anh tài sản có hai vợ chồng là người chồng lấy cái đó em đi cầm là đúng đúng không? Không không, Vậy sao anh mới nói là là được quyền? có nghĩa là người ta chủ quyền thì là người ta làm được cái chuyện đó. Thì chủ quyền là được đi cầm đúng không? Ừ, À, nhưng thì mà em nói như cái gì đi. nghĩ về một phía không à, Rồi với chỗ nào nữa à anh? khai Rồi thác chỗ nào một nữa? phía không à. Với bây Bây giờ là giờ khai thác anh. khai thác gì bên phía kia đi, Thì bây giờ anh nói về phía kia tao đi. không có chứ không nào hết đó. Thì anh nói về Nói phía là kia tao đi. thương hai thằng Tuấn như cả mẹ đó, À, nhưng mà kệ nhưng thì mà tự cộng nhiên đồng mạng anh bình người ta luận bức chi. xúc, mày đừng có đưa tin mà ba cái chuyện mà công an chưa gì hết trơn, mày nói làm gì tôi làm như thiệt không à. Thiệt là sao anh, sai chỗ nào? Ủa mày không thiệt hả? Vì sai chỗ nào anh phải chỉ ra chứ, chứ anh nói thiệt không thiệt là sai chỗ nào? Anh Ủa phải chỉ ra cho mày em mày biết nói chứ. vậy là anh tính vậy 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 đó hả? Vậy Ủa là gì sao? vậy? Vậy vậy là chỗ nào? Là sao? Anh phải chỉ ra chỗ Ừ, sai chứ anh mày nói. có làm từ lúc chuyện ba mày đưa tin gì vậy kỳ vậy, Là đưa tin chỗ nào anh? mày phải nói cho rõ. Ừ cái nào, ừ có gì thì công an nó sẽ vào cuộc thôi. Thì em đang nói rõ thì anh nói là vậy vậy là sao, đưa tin là sao, em không hiểu. Em đưa tin họ không có là hen mang tính chắc xây dựng. Vậy chứ mà đưa tin sao mới là chắc xây dựng anh? Đưa tin như thế Mà nào? anh tính bằng chứng là anh từng giết người nè, anh tính cái gì này là muốn cướp tài sản vậy đó. À, vậy là mới mang Đó tính xây mày dựng. làm như công an vậy rồi đó, để công an vô rồi mày hen chịu hình phạt mày luôn. À dạ. Ừ Rồi, vậy là mình không nên nói vậy ha anh ha, chứ nói vậy không là mình phải chịu hình nên phạt nói, ha. nhưng mà phải cẩn trọng lời nói, bởi Ồ, vì cái là pháp luật cẩn bây giờ. trọng sao, nãy giờ tự nhiên anh có dẫn cái bằng chứng là anh Tuấn được quyền cầm cái sổ đi thôi, còn cái chuyện gì nữa không? Cái À, gì? nãy anh nói là anh Tuấn được quyền cầm cái sổ đó đi cầm là đúng rồi, giờ còn chuyện gì nữa để biết em rút kinh nghiệm. Anh nói chuyện gì sai, em nói Người chung chung. ta là chủ sở hữu của cái tài À, sản, bây giờ tao chủ miếng đất đó đây. mà Bây sao giờ anh biết anh Tuấn là tao chủ chủ sở hữu? cầm Mà em hỏi nè, sao anh biết anh Tuấn là chủ sở vậy hữu? chứ, mày mày cũng nói khơi khơi xong rồi mày cũng biết làm gì là Em là chủ nói theo sở bà hữu. ngoại, bà ngoại nói thì bà ngoại là mẹ của chị Hà, thì em nói theo bà ngoại, của anh nói theo ai? Anh chị Tao không anh nói nói theo theo ai, ai? Không nói nhưng theo mà ai tao thì thấy là sao anh mày biết? là thấy nói là mày muốn nói là câu view hả vậy? Thì cô chú anh chị cũng vừa được nghe ha. Chứ cô chú anh chị cảm nhận như thế nào về cái đoạn ghi âm cũng giống như là những lời của anh này nói, khi mà yêu cầu là em phải im lặng, khúc sau còn dữ dội lắm cô chú chị, nào là tao sẽ xử mày, rồi mày ở đâu cho địa chỉ đi, tao cho người đến tìm nhà tặng nhà, rồi chửi thề nói rất là dữ cô chú anh chị. Thì em không biết là em đâu có làm gì mà những con người này đâu, cũng đâu quen biết đâu, mà tại sao lại phải lên tiếng hăm dọa rồi là binh bảo vệ một cách mà vô lý như vậy. Cái lý do đưa ra vậy thấy không, hoàn toàn là không có lý và buộc người ta im lặng đó. Ủa, mà tại sao phải im lặng đúng không? Chúng ta đang nghi vấn một cái vấn đề gì đang xảy ra thì chúng ta được quyền, chúng ta là người dân chúng ta được quyền nghi vấn, chừng nào ở cơ quan chức năng vào cuộc để xác định rõ ràng là à cái này là như thế nào rồi thì chúng ta im lặng thôi. Cái đó là lúc đó là tất cả mọi quyết định thuộc về cơ quan chức năng rồi, chúng ta không xen vào nữa. Còn này là trong lúc mà đang chờ đợi cái kết quả, cũng giống như là trong cái thời điểm này thì quý vị biết rồi, chúng ta cần phải lên tiếng. À, lên tiếng thì sao? Lên tiếng vì để xem coi những cái động thái đó có phải là nguyên nhân dẫn đến cái việc mà chị Hà té xà lan hay không. Tại vì quý vị thấy rồi, nếu mà
là một người chồng, dù em nói dù cho có vô trách nhiệm, dù có vô tâm thì chỗ nào đi chăng nữa, thì nó không có biểu hiện như vậy của chú anh chị. Quý vị thấy từ bữa tới giờ được bao nhiêu lời nói thật của anh Tuấn này? Từ cái việc nha, chúng ta chỉ tính cho lời nói của anh thôi nè, anh nói rằng là xà lan hư, nghe lời chú Tám Sen là đạp máy gì đó, trời ảnh là tài công, ảnh là người lái xà lan mà anh nói anh nghe lời chú Tám là đạp vậy cho hư cái máy và đi sửa hết 2 ngày hết 150 triệu. Vậy hỏi anh là anh sửa ở đâu, tiệm nào và hư cái gì mà tại sao phải gấp gúp như vậy? Mà em nghĩ là xà lan mà tới còn chạy đi được để mà sửa thì nó cũng không có gọi là nặng đâu. Thường thường là chừng nào mà không không đi được á, mà phải nhờ tàu thuyền gì kéo đi á, thì mới gọi là nặng. Mà hư tới cái gì mà tới ẩn là vợ mình như vậy nè mà lại bỏ đi sửa xà lan, có chú không? Vợ mình như đang tang lễ như vậy là bỏ đi sửa xà lan, hỏi sao chấp nhận nhá. Rồi những cái câu nói qua điện thoại là nổi rồi sao à, rồi những cái câu nói là đưa chuyển tiền cho con 80 triệu trong khi mình có cầm 1.000 nào mình chuyển cho con đâu, đúng không? Mình không cầm 1.000 nào mình chuyển cho con mà không biết con nó đã nhận chưa nữa, mà nói rằng là nó đã nhận 80 triệu trong khi đó là sao, bé đâu có nhận đâu, bé con bé Linh đâu có nhận đâu, vui thấy không? Lại là một nói giáo luôn. Mà 20 triệu 500 đó anh nói gần anh chuyển thì cuối cùng đâu phải anh chuyển đâu, đó là bạn hàng, cái người mà chị Hà chở hàng người ta chuyển cho con của chị Hà, tại vì người ta làm ăn với chị Hà mất thì người ta chuyển cho con, tại người ta thế nào người ta cũng biết rằng anh chồng này là người như thế nào rồi, người ta chuyển cho con, cái đó là chủ cái nơi đó người ta chuyển cho con của anh chứ không phải là anh chuyển. Vậy tiền đâu anh chuyển, vậy tại sao anh lên mạng anh nói rằng anh chuyển 20 triệu? Quý vị thấy không? Lại là một cái điều mà không đúng trong cái câu chuyện này nữa. Rồi anh nói anh lại nhà mà mẹ, anh nói chính anh lại nhà luôn. Cái bạn hỏi bạn rất kỹ, anh có lại nhà không? Anh gặp mẹ vợ với anh hai không cho vào đúng không? Anh nói anh lại nhà. Anh khẳng định anh lại nhà. Anh gặp mẹ mẹ vợ với anh hai không cho vào. Anh nói là nhà đó của ảnh. Mà tại sao không cho vào này kia? Trời ơi. Tại sao anh lại nói như vậy? Đúng không, trong cái thời điểm này mà ảnh đâu có lại đâu cô chú chị, đúng không? Mà thật sự ra mẹ với anh hai dù không cho anh vào nhà cũng hợp tình hợp lý, đang trong cái giai đoạn này ai dám cho anh vào nhà, anh làm là anh vô nhà anh làm cái gì trong nhà, đúng không? Mà giả sử như không cho anh vào nhà thì anh cũng sẽ ừ thôi giờ không vào nhà được thì mình đi ra ngoài mộ mình thắp hương cho mộ, mình coi mộ phần của mình mộ vợ mình là như thế nào rồi. Và đằng này ảnh cũng không ra, mà thật sự cái câu chuyện này là anh không có lại mà anh nhờ cái chú Út nào lại nói thay mình, giống như là xin giùm mình là xin vô nhà để mà mua trái cây thắp nhang cho vợ. Ủa nếu mình có lòng là mình sẽ mua trái cây, mua đồ cúng sẵn rồi mình đem lại rồi mình xin vào, giả sử không cho thì gửi vào đó để vợ cúng cho vợ, cái đó có một tấm lòng. Còn không được nữa thì đi ra ngoài chùa, thiếu gì ngôi chùa đúng không, rồi nhờ một vị thầy nào đó cầu siêu cho vợ mình để cho vợ mình siêu thoát, cái đó là cái trách nhiệm của người chồng. Mà đằng này quý vị thấy không có làm được một cái điều đó, mà còn nói dốc rằng là nó có lại, rồi nó cứ dốc là đưa tiền rồi là trách tại sao nhà. Ủa tại sao mà lúc mà chị Hà còn sống anh không nói nhà đó là nhà của anh, đúng không? Không đồng ý là tài sản của hai vợ chồng, nhưng mà có giấy tờ rõ ràng là cái tài sản, cái việc mà đi làm như vậy á thì chia làm 4 phần. Anh ấy một cái người chồng mà đi làm ra mà anh bắt vợ anh mà phải chia tiền cho anh bằng để mà anh đi ăn chơi hết, còn cái tiền của vợ anh á thì phải lo cho con cho cái, mà chị Hà cũng cắt kêu cắt cụm dành mua được cái nhà đó, mà giờ anh nói là nhà của anh thì không biết nói sao nữa, đúng không? Tiền đi làm á thì rồi chia đó, còn bây giờ á sau cái lúc mà xây nhà anh không nói rằng á là nhà đó anh hùng vô nhiêu đi, giả sử như hùng vô vài trăm triệu đây cùng chị Hà xây đi, tại sao không làm như vậy, đúng không? Tiền xây mộ của vợ 80 triệu mà anh còn không chuyển được, mà anh nói là anh đi sửa ghe hết 150 triệu. Ủa cái chuyện sửa ghe nó quan trọng hơn cái việc mà mồ mả của vợ anh hay sao? Giả sử như là hai bé không có tiền đi, hai bé con không tiền, bên ngoại không có tiền đi, rồi không lẽ cứ để cái mộ của vợ anh như hoài không không làm hả? Hay là con anh thiếu? Anh trả lời anh nói rằng là
Nếu không có thật sự anh cũng phải đi vay đi mượn. Em hỏi anh đi vay đi mượn để mà đem tiền về xây mộ cho mẹ, cho vợ anh đàng hoàng. Cái đó mới là người chồng của đằng này. Nó chưa có. Ủa vậy là con anh phải trả, đứng ra trả cái số tiền đó à? Mà nói rằng anh thương, đúng không? Đó là những cái lời nói của anh. Còn những cái cử chỉ hành động hay là những cái gì trước đó thì cô chú anh chị phân tích rất là nhiều rồi, em không nhắc lại ở đây nữa. Đó. Vậy mà cũng có một số người bay vào binh vật rồi hăm dọa này kia. Nói thật sự câu chuyện này mọi thứ đều có pháp luật hết, chúng ta tôn trọng pháp luật, thượng tôn pháp luật và pháp luật xử lý. Tới thời điểm này thì cơ quan chức năng họ đã vào cuộc, họ điều tra và đang chờ cái kết quả. Thì kết quả như thế nào thì chúng ta phải chờ xem. Chứ chúng ta không có khẳng định hay là buộc tội bất kỳ ai hết, mà chúng ta chỉ đặt nghi vấn tại sao anh là người chồng mà anh lại có những cái biểu hiện như vậy đối với người vợ của mình, đúng không? Tại sao mà vợ anh té xà lan mà lại có những cái dấu hiệu như vậy, có ai ra tay không? Mà những cái lời khai của anh nào là chặt cái chiếc xuồng. Em nói thật sự cô chú anh chị, tại vì anh đang quýnh, anh đang muốn tìm cho mình một cái lý do để mà anh nói láo mọi người, nên cứ nói láo cái câu này, nó câu trước nó sẽ thục cái câu sau, và câu tiếp nó sẽ thục 10 lần nó sẽ khác. Bởi vì bây giờ á, người ta không tin ảnh nữa và người ta chờ xem, và người ta trách ở đây cũng là trách sao, trách gì, trách người chồng, cái tình nghĩa vợ chồng đâu, dù sao cũng ăn ở với nhau mười mấy năm mà lại làm như vậy. Quý vị đi đành lòng sao mà khi mà người vợ mà biết rằng mình đi với người chồng này á, thì có thể mình sẽ không còn mạng nữa mà vẫn tiếp tục mà vẫn đi. Phải ký một cái tờ giấy cam kết, họ tiền là phải chia như vậy, rồi lỡ có chuyện gì tài sản phải thuộc cho con. Thì vì biết đi, chị Hà phải trải qua những cái gì của anh tướng này đã đem lại rồi, nên chị sợ đến cái phần này rồi. Còn anh nói rằng là tại sao mà chị Hà có 1 triệu đồng mà chị Hà chửi này kia, rồi ảnh quạo này kia, rồi ảnh sợ quê với bạn bè. Em nói thật sự với cô chú anh chị, một cái người mà đã tác động như vợ mình, cho mời vợ mình còn té xà lan rồi đánh đập vợ mình, hành hung vợ mình nhiều lần như vậy, thì có sợ gì mấy cái lời chửi đó không, đúng không cô chú anh chị? Nó bỏ nhà đi rồi nào là bồ bịch, các vị thấy trong cái cam kết rõ ràng mà nhiều người nói ô em nói không có bằng chứng gì chân, chuyện gia đình ta sao biết. Trong cái tờ giấy ảnh tự ghi rõ ràng nè, là vì tôi nè, cờ bạc nè, gái gú nè, rồi thường xuyên đánh đập vợ nè. Nói thiệt một người khác mà một trong ba cái đó thôi ta cũng bảo bỏ rồi, nhưng mà chị Hà cũng vì thương con, thương gia đình, muốn con có cha nên đã bỏ qua cái việc đó, đang dẫn đến cái kết quả ngày hôm nay là có chuyện gì không đó. Vậy mà Binh trời ơi, nghĩ sao cái tờ giấy giấy tờ cái giấy xà lan mà đem lên trình, mà ông chồng ông giật đi ông cầm như vậy. Mà can đó anh nói rằng anh đúng, mình cũng không biết đúng là đúng chỗ nào luôn. Cô chú anh chị đó, bởi vì ha, thì cô chú anh chị nào mà muốn giống như là mình tranh luận với anh đó, thì em có để số điện thoại đây nè, cô chú anh chị có thể mà gọi điện cho anh đó ha, để mà hỏi hỏi thử anh đúng chỗ nào nha. Tại vì thật sự ra em thì không có gành một việc mà gây lộn qua lại, chứ không có khiêu khích, nhưng mà anh đưa ra cái luận như vậy cảm thấy là em thấy không có phù hợp đó, và hăm dọa người ta vậy cũng không có đúng đó. Thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Thì em xin nhắc lại, thì tất cả những thông tin em đưa lên thì chỉ mang giá trị tham khảo ha, có thể là đúng cũng có thể là sai. Thì chúng ta nhìn nhận và cái câu chuyện này ở nhiều khía cạnh thì nó sẽ ra cái câu chuyện thôi. Biết đâu những thông tin chúng ta đưa ra nó là đề tài cho bên cơ quan chức năng họ tham khảo để họ xử lý cái việc này đúng người đúng tội, sao người 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 đã mất thì họ được giải oan, chứ chúng ta không có quy kết hay buộc tội ai trơn ở đây hết á. Thì em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều, và em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Bye bye.